tối 15 tháng 10, dân phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến điều khiển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý ô nhiễm nguồn nước sạc sẽ sông đà. Theo đó, trong những ngày gần đây, dư luận phản ánh có tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung ứng nước sạc sẽ từ công ty cổ phần đầu tư nước sạc sẽ sông đà di cơ không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng dạng người dân khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội. Thủ tướng đòi hỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình điều khiển ngay di cơ sớt cô khắc phục sự cố, kịp thời cung ứng nguồn nước sạch sẽ, bảo đảm chất lượng cho nhân dân. Người đứng đầu Chính phủ đòi hỏi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình có giải pháp kịp thời sẽ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung ứng đủ nước sạch sẽ, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực trên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các địa phương kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch sẽ trong cả nước để đảm bảo nguồn nước sạch sẽ, bình an đáp ứng nhân dân. Bộ Công an điều khiển khẩn trương điều tra, làm rõ rệt nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô và việc cung ứng nước sạch sẽ từ di cơ sớt cô không đảm bảo chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, văn bản điều khiển của Thủ tướng nêu rõ rệt. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, thông báo hậu quả trước ngày 25 tháng 10. Hiện tượng nước sạc sẽ sông đã có mùi lạ hình thành từ ngày 10 tháng 10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Tự Liêm. Sau đó, Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước ở một số điểm của công ty nước sạc sẽ sông đà vào ngày 11 tháng 10 sáng 15 tháng 10, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hậu quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất tiren, chất này có tỉ trọng cao hơn 1, 3 3, 6 lần so với mức bình thường. Hà Nội cũng đã khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc dùng do công ty cổ phần Di Cô, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạc sẽ Hà Đông cung ứng, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu nướng ăn, uống. các chuyên gia hóa học cũng cho rằng tỷ trọng tiren trong nước vượt ngưỡng 3,6 lần chắc chắn gây hại cho cơ thể, song mức độ ra sao cần tấn công lạnh lẽo cụ thể hơn, thông tin cho người dân biết. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cũng nêu rõ rệt, chất tiren ảnh hưởng như thế nào thì chưa có tài liệu chính thống nói rõ rệt.